đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Đồng nghiệp Hoàng Anh chính thức lên tiếng, hé lộ tin nhắn dằn mặt của bà xã nam diễn viên. Vài ngày qua, khán giả bức xúc khi hay tin nam diễn viên Hoàng Anh và vợ hơn tuổi đã chính thức tan vỡ. Ai cũng nghĩ anh bỏ hết tất cả và sang Mỹ vì vợ con, nhưng cũng chỉ được gần 2 năm thì mọi thứ kết thúc. Ngoài ra, chị Quỳnh Như còn tố chồng đã đi 2 tháng, mình vì ghen tuông mà trở nên mâu thuẫn. Từng làm mọi cách van xin anh quay về, nhưng đối phương vẫn im lặng, không quan tâm đến con. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Thắm Be Be vừa đăng tải khá nhiều bức xúc về việc vợ Hoàng Anh từng gửi tin nhắn chỉ trích việc thân mật với nam diễn viên. Theo đó, cô cho biết cả hai gia đình thường đi chơi với nhau khá vui vẻ, không hiểu vì sao lại ghen tuông vô cớ như vậy. Đã từng đi chơi với gia đình tôi rất nhiều lần, chồng tôi và bên gia đình ấy cũng biết nhau. Trong khi tôi đã nói rất nhiều lần, tôi với diễn viên Hoàng Anh chỉ dừng lại ở mức bạn diễn và tri kỷ mà thôi. Tôi muốn im lặng, nhưng sự việc đã đi đến mức này, tôi không muốn để những việc này ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của gia đình tôi. Người trong cuộc thẳng thắn. Vào những ngày cuối tháng 11, vợ nam diễn viên khẳng định mình không nương tay khi ai muốn phá hoại hạnh phúc. Nguyên văn tin nhắn như sau. Vài hôm nay, dư luận bạn bè nói đến mình hỏi bị nhiều là Thắm và ông xã mình thân mật ở những lúc gặp nhau hay đi quay. Thế nên hôm nay mình gửi đến Thắm những tin nhắn này để Thắm xem lại và tế nhị trong mối quan hệ làm việc của ông xã mình. Đừng để mọi việc đi quá xa, thì lúc đó Thắm không phải là người chuyên nghiệp trong nghệ thuật rồi đó. Tôi và Thắm đều có một gia đình hạnh phúc, và Thắm còn tự hào nói với mình là Thắm đang có một gia đình hoàn hảo, thì mình cũng chúc cho Thắm hạnh phúc hoàn hảo hơn. Nhưng đối với mình, gia đình là số một, nên mình càng ra sức bảo vệ gia đình mình bằng mọi cách. Ai hăm he dòm ngó đến mình thì mình sẽ không để yên và nương tay đâu. Thắm ghi nhớ điều này nhé. Thân chào. Tuy nhiên, chỉ khoảng thời gian ngắn sau đó, chị Quỳnh Như cũng tự nhìn thấy vấn đề và nhắn nhủ đến Thắm Be Be những lời xin lỗi chân thành. Cô bày tỏ vì mình yêu chồng quá nhiều mới dẫn đến việc ghen như vậy. Chỉ mong rằng trong hoàn cảnh phụ nữ với nhau và có sự đồng cảm. Tại đây, vợ anh cũng nói thêm, mình cảm ơn đối phương vì đã tạo điều kiện cho ông xã được sống với nghề diễn nơi đất khách. Đến nay, nam diễn viên tự đưa đơn ly hôn vào ngày 30 tháng 10 và hoàn toàn giữ im lặng. Anh không có bất cứ động thái nào về chuyện ồn ào này. Trong khi đó, chị Quỳnh Như khẳng định mình thua hoàn toàn người đàn ông bất chấp, giẫm đạp sĩ diện của người từng đầu ấp tay gối với mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.